chào mừng các bạn đã quay trở lại với top 6 game của ngày hôm nay. Tuy nhiên thì như các bạn đã nhìn thấy thì cái đầu tóc của mình hiện nay nó đang rất là kinh khủng. Và mình xuất hiện trong video này là để thông báo với các bạn một cái tin không biết là vui hay là buồn, đó là từ bây giờ thì mình sẽ phải nghỉ review một thời gian để cho tóc nó mọc lại. Và như vậy là sẽ phải có người thay thế mình trong tất cả những video mình review, từ làm mở hộp cho đến game, tất cả mọi thứ. Hạnh Che đâu nhỉ? Xin chào các bạn, mình là Hạnh Chi. Cái ông Tuấn tò mò đấy chỉ toàn review mấy cái game bạo lực rồi là đánh chém nhau. Mình là con gái, mình sẽ giới thiệu cho các bạn những game nhẹ nhàng nữ tính thôi. Và ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn top 6 game rất là nhẹ nhàng, rất là vui tươi, rất là nữ tính. Tuy nhiên thì mình nghĩ là các bạn nam cũng có thể chơi được các game này nếu như các bạn muốn. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một game rất là đơn giản, tên là Slide and Splice. Game này thì chúng ta sẽ có một mảnh gỗ này, sau đó các bạn sẽ cắt sao cho mà mảnh gỗ này ghép vừa vào cái khoảng ở trên. Đây, thế là xong. Như vậy thôi. Các bạn có thấy vòng tròn ở xung quanh mình ghép không? Nếu như mà muốn quay thì quay vòng tròn để ghép vào ô theo ý muốn là được. Trò đầu tiên đơn giản thôi. Nhưng mà mình nghĩ là trò này chơi lâu chắc cũng gây nghiện đấy. Trò thứ hai là một trò giao diện rất là cute và nhạc nghe cũng vui tai nữa. Chọn cho mình một em bé. Next. Rồi, các bạn thấy trên màn hình là một em bé và nhiệm vụ của các bạn là sẽ đóng vai một bảo mẫu rồi chăm sóc em bé đó. Ở đây có các công cụ này, đầu tiên là tắm này. Cho xà phòng lên rồi tắm sạch đi. Gội đầu này. Hãy gội sạch đi. Đây là vòi để gội đầu, còn đây là vòi để tắm. Lau khô. Cái kiểu chăm sóc em bé thật ý. Tiếp nào. Tắm xong rồi thì sấy. Tắm vào đây, chỉ vào mặt. Xẻ đầu. Đấy, quên mất. Các bạn có thể tự mình tạo mẫu tóc cho em bé của mình. Rồi, nếu thấy tóc dài thì có kéo này, có thể cắt tóc đi. Xịt, đầu tóc xong rồi thì đến quần áo. Có nhiều sự lựa chọn để bạn có thể chọn cho em bé của mình. Nhưng mà bộ dưới thì chắc là phải lên bàn cao thì mới chọn được. Đi tắt nữa này. Rồi, xong. Sau đó thì đến phần trang trí. Baby. Rồi, cho thêm mấy hình đáng yêu vào nữa. Con cánh cam này. Hay là con gà này. Xong. Xếp lại. Ta xong. Một trò chơi rất là đơn giản thôi. Tiếp nhá. Trò thứ ba mình muốn giới thiệu cho các bạn có một cái tên khá là khó đọc. Scribblenuts. Trò này thì các bạn sẽ phải hóa thân vào một cậu bé, sau đó hoàn thành nhiệm vụ. Đó. Chọn này, chọn bàn chơi. Các bạn thấy không? Bàn này có một ngôi sao ở phía trên cao này. Nhiệm vụ là phải ăn ngôi sao này. Và cái mình cần là một cái thang để leo lên cây ăn sao. Các bạn có thể thấy ở góc màn hình là một quyển sổ. Một quyển sổ. Quyển sổ là để làm gì? Quyển sổ này là để các bạn viết những thứ mà mình muốn có vào đây. Muốn leo lên cây thì phải có thang. Viết thang vào nhá. Ladder. Đó. Thần kỳ đúng không nào? Đó. Sau, trò tiếp theo đó là Restaurant Store. Trò chơi này thì các bạn sẽ hóa thân vào là một chủ nhà hàng. Điều hành nhà hàng tất cả các khâu. Nấu ăn này, trang trí này, bán hàng này. Có rất nhiều món ăn để lựa chọn. Bếp ở đây, bạn sẽ phải làm đồ ăn để phù hợp với yêu cầu của khách. Ở đây thì mình làm trứng nhá. Ấn vào thôi. Mua nguyên liệu này. Mua hết đi. Xong. Đồ ăn chín thì để ra bàn này. Vì là chủ nhà hàng cho nên các bạn cũng phải lo nhiều khâu nữa. Đó là sắp xếp đồ đạc ở trong cửa hàng này,
hoặc là mua thêm đồ đạc này, ấn vào đây để mua thêm đồ mà bạn muốn, kích vào đây nếu mà muốn mua cái này nè, kích vào đây để mua nè. Hay là muốn mua thêm bàn ghế thì kích vào đây, mua thêm ghế này, đặt nó vào vị trí này, xoay thử đây. Rồi, thế là xong. Trò tiếp theo là Diamond Digger, tạm dịch là đào kim cương. Nhạc nghe vui tai phết. Chơi bàn 2 đi. Ở đây là nước này, kim cương này. Các bạn sẽ phải kích vào những cái ô như vậy để nước chảy xuống dưới. Khi mà nó chảy đến đây, đến cái chỗ này này, thì có nghĩa là bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Trò chơi cuối cùng mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là Piano City. Đây. Trò này thì các bạn sẽ có các mức để lựa chọn. Các bạn sẽ chọn những cái bài nhạc mà mình thích, sau đó thì đánh, gọi là ấn vào màn hình đấy, để tạo ra được cái bản nhạc như ý muốn. Đó là 6 game mà mình muốn giới thiệu cho các bạn nữ. Đương nhiên là các bạn nam chơi cũng được rồi. Và mình thấy nó khá là thú vị, mong rằng các bạn sẽ thích. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.